top 3 game thủ đã chính thức quay trở lại game. Và hiện tại mình đang có một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like, nút đăng ký bằng cái nắm đấm này, thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. 3, 2, 1. Nằm trong top 1 không ai khác ngoài cái tên Đức Mõm TV. Nhờ những clip tấu hài và làm phim giang hồ Free Fire thì chỉ một thời gian ngắn sau đó anh đã được đông đảo người biết đến. Sau một thời gian gắn bó với game Free Fire thì anh quyết định nghỉ game và cùng với team của mình làm những vlog giải trí. Một thời gian sau đó anh đã quyết định quay trở lại, lập hẳn cho mình một kênh YouTube Đức Mõm Gamer làm về game Free Fire. Thì những clip của anh đã đem về hàng trăm thậm chí hàng triệu view. Nằm trong vị trí top 2 ngày hôm nay không ai khác ngoài BLV, là một trong những YouTuber thời đầu của tựa game Free Fire. Bằng kỹ năng tấu hài của mình thì thời đó anh là một trong những YouTuber được đánh giá hàng đầu của tựa game này. Nhưng mà do lùm xùm của cá nhân nên anh quyết định nghỉ game. Tính đến thời điểm này là 5 năm sau và anh đã chính thức comeback quay trở lại. Nằm trong ở vị trí top 3 ngày hôm nay, bạn nghĩ là ai? Hãy comment cho mình và các bạn cùng biết nha. Top 3 game thủ Free Fire được yêu quý nhất. Và hiện tại mình đang ở thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Trong vòng 3 giây ấy, bạn nào mà ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái củ chỏ ấy, thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những game thủ đó là ai nha. Trong danh sách đầu tiên của chúng ta đó chính là Nam Vương Free Fire WAG Bác Gấu, là người đã đem cảm hứng Highlight Shotgun về Việt Nam. Thời đỉnh cao của bác là livestream neo top 1 đại kỳ tướng mà ít ai có thể làm được, thậm chí là không ai làm được. Với lối ăn nói hài hước và mộc mạc thì bác đang là một trong những streamer đứng đầu tại Việt Nam. Nằm trong vị trí top 2 ngày hôm nay là cái tên Đức Mõm, hay được biết đến với cái tên khác là Đức Mõm Dubai. Anh là người đã tạo ra những bộ phim Free Fire đỉnh nhất mọi thời đại, là một trong những người có kỹ năng và phong độ nhất Free Fire. Khi anh có thể cân 4 cân 5 được trên thiết bị mobile và PC, là người có lối ăn nói cực kỳ cuốn hút và hài hước, lên tên Đức Mõm Dubai được nhiều người nhắc đến nhất trong ngày hôm nay. Nằm ở trong vị trí top 3, bạn nghĩ là ai? Hãy comment cho mình và các bạn cùng biết nha. Top 3 game thủ giàu nhất trong Free Fire. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng ngón út đây, thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. 3, 2, 1. Rồi, các bạn nhớ comment ID xuống bên dưới để mình còn trao quà nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những người ấy là ai nào. Đứng trong top 1 ngày hôm nay không ai khác ngoài cái tên Hùng Akira, nổi tiếng về độ chiều fan của mình. Khi anh đã mạnh tay chi hàng trăm thậm chí hàng triệu kim cương để quay đồ cho fan, nhưng đáng nhắc đến nhất là khi anh đã chi hơn 550.000 KC để săn bộ thẻ vô cực mùa 1. Tài khoản của anh thì không thiếu bất kỳ bộ đồ hay skin súng nào cả. Nằm trong vị trí top 2 ngày hôm nay đó chính là cái tên Lão Đại. Hiện tại tài khoản của anh đang có hơn 1 triệu kim cương. Anh đã sở hữu hàng ngàn trang phục quý hiếm, toàn bộ skin súng nâng cấp, huyền thoại hay là quý hiếm anh đều có tất. Nằm ở vị trí top 3 ngày hôm nay, bạn nghĩ là ai? Hãy comment ngay dưới cho mình và các bạn cùng biết nhá. Điệu nhảy phiên bản ngoài đời và điệu nhảy phiên bản trong game Free Fire, bạn thích cái nào hơn? Cần đăng ký nếu bạn chọn phiên bản ngoài đời, ấn like nếu các bạn chọn phiên bản trong game, mà quên mất nút like và đăng ký của mình. Bị khóa mẹ nó rồi, anh em làm đéo sao ấn được. Nếu như anh em ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây, mình sẽ tặng anh em một cái thẻ đổi tên luôn. 3, 2, 1. Ai mà ấn được nhớ comment nha. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào. Căng rồi mọi người ơi, bây giờ là cuộc đối đầu giữa điệu nhảy làng lá phiên bản Free Fire và phiên bản Roblox. Bạn thích điệu nhảy nào hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Roblox. Mà hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Ai giúp mình mở được trong 3 giây sẽ có quà nha. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng may mắn nhất đã like và đăng ký kênh mình ở video trước. Những bạn có ID trên thì vào game trích xem kim cương về chưa nhé. Top 3 skin súng mà game thủ muốn sở hữu nhất. Bạn thích skin súng nào trong 3 skin này? Hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Bạn nào mà ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây, mình sẽ tặng các bạn 580 kim cương nhé. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào. Top 1, MB40 tia trước tử thần. Top 2, M1014 huyết hỏa. Top 3, AK dòng xanh. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không.
Bạn là fan của ai trong 4 người này? Đức Mõm, Abu, LTL hay là Sima? Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái mũi. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Và nhớ là comment ID xuống bên dưới mình còn tặng quà nha. Mình là Sima, ra đạn là vào đầu. Mình là NTN, phá trang vì đam mê. Mình là Đức Mõm, tán cờ rớt mãi chưa đủ. Thôi cố lên em, quan thở là quan gỡ. Mình là Abu, mục tiêu duy nhất của mình là các bạn. Yêu là phải thương. Mấy sư huynh mà đang cần kiếm mạc uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sứ của sư đệ nha. Bạn muốn idol nào? Đi thi đấu chuyên nghiệp thế giới. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái môi ấy, thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem luôn nào. Ở vị trí đầu tiên mình muốn nhắc đến là cái tên C4 Gaming. Với những anh em đam mê xem highlight bắn full đỏ thì không còn lạ gì với cái tên C4 nữa rồi đúng không nào. Ngoài bắn hay ra thì tốc độ đặt keo và cách xử lý cực kỳ là nhạy bén. Nhưng có một ưu điểm là C4 chỉ bắn trên iPad. Còn nếu bắn và luyện tập trên điện thoại thì liệu C4 có bắn đỉnh như vậy được không? Ở vị trí top 2 không ai khác ngoài Bác Gấu Gaming. Đây là một trong những lão tướng của game Free Fire. Ngoài top 2 ra thì kỹ năng bắn của Bác Gấu thì đỉnh khỏi phải nói. Đặc biệt khi có shotgun trên tay thì bác tự tin sấy bay cả map. Và Bác Gấu còn có những tư duy chiến thuật bắn cực kỳ là đẳng cấp. Khi 5 lần 7 lượt dẫn đội tuyển lấy top 1. Ở vị trí top 3 mang tên Đức Mõm Dubai. Cái tên Đức Mõm không còn xa lạ gì với anh em chơi game nữa. Và đây cũng là cái tên từng bốn hành cho đội tuyển Thái Lan.